Xin chào các anh chị và các bạn. Thì sau thời gian là gần một ngày các anh chị, mình thực hiện cái thao tác mình rút cái Bitcoin ở trên tài khoản ở trình duyệt CryptoTab mà mình đào được đó các anh chị và các bạn. Mình đã thực hiện mình rút về cái ví sàn giao dịch tiền Remitano của mình ở đây các anh chị. Thế thì hôm nay mình quay cái video để mình cho các anh chị xem được là cái quy trình mà chúng ta rút Bitcoin từ cái tài khoản trình duyệt CryptoTab về cái sàn giao dịch tiền điện tử của mình. Thì ở đây mình sẽ vô cái dấu ba gạch ở đây các anh chị, dấu ba gạch ở đây các anh chị thấy ở trong này sẽ có cái chức năng là withdraw BTC, tức là cái chức năng mà rút tiền mà hôm qua mình có thực hiện, có hướng dẫn cho các anh chị rồi đó. Thì khi mình vô cái chức năng này thì mình có một cái cảnh báo là you do not have enough BTC, tức là bạn không có còn đủ BTC, không còn đủ Bitcoin để rút nữa. Đấy, ít nhất là phải là 0.01 này Bitcoin này. Nhưng mà các anh chị thấy là cái số coin mình rút là đã được rút ra rồi. Nên hiện tại bây giờ của mình đang đang cái số coin mình vẫn đang đào đây là 0.00 như vậy. Nha các anh chị ha. Đây số coin này là mình sau khi mình rút xong mình vẫn đang tiếp tục mình vừa sử dụng trình duyệt web, mình vừa tranh thủ mình đào Bitcoin đây các anh chị. Thế thì ở bên này lịch sử, ở bên cái payment đây nó có cái payment history, lịch sử hay cái lịch sử mình rút ra đây các anh chị là ngày thứ ba, ngày 7 tháng 3 năm 2023, và hôm nay là ngày 8 tháng 3, thì cái trạng thái đã complete rồi, tức là mình đã nhận được cái số coin này về cái ví của mình rồi. Thì điển hình ở đây mình đã đăng nhập vào ví để cho các anh chị có thể thấy được cái Bitcoin mà mình đào được, mình đã rút được về ví đó các anh chị nha. Ở đây mình vào ví thì ở đây mình đã có được cái giá trị Bitcoin của mình là 0.0001 BTC rồi các anh chị, nó tương đương với 52.215 đồng nha các anh chị nha. Thì cái tài sản này nó dao động theo cái giá Bitcoin nha các anh chị, dao động theo giá Bitcoin các anh chị. Mình ra ngoài cái trang chủ của nó này các anh chị nè, thì nó tương ứng với cái giá Bitcoin này. Nếu mà giá Bitcoin lên thì tương ứng số coin của mình, tài sản của mình là sẽ có tương ứng với lại cái số coin nha các anh chị nha. Vậy thì cái số coin này các anh chị có thể chúng ta chuyển thành tiền, chúng ta rút tiền nha các anh chị nha. Ví dụ như mình đây có chức năng, hôm qua mình thực hiện chức năng nạp, mình nạp là để mình nạp coin từ cái trình duyệt CryptoTab vào trong cái ví này. Thì ở tại ví của mình đây các anh chị, thì mình bấm vào chi tiết, mình coi cái chi tiết của cái coin của mình nha các anh chị nha. Thì đây cái số coin của mình tương ứng với số tiền. Ở đây mình có thể mình bán thành ngoại tệ nè các anh chị nè, hoặc là mình ký gửi, mình bán thành ngoại tệ, mình vô mình coi thử. Thì cái chức năng này chắc là các anh chị chúng ta cũng tự chúng ta tìm hiểu ở trên hệ thống này cũng có hướng dẫn cho chúng ta hết rồi các anh chị nha. Mình làm cái clip này chỉ để thông tin đến các anh chị về cái thời gian mà chúng ta rút cái Bitcoin từ cái trình duyệt CryptoTab về cái sàn Remitano của mình. Đấy, thì cái thời gian mà mình nhận được thì nó chỉ trong vòng khoảng chừng 8-12 tiếng thôi các anh chị. Hệ thống thông báo là một ngày nhưng mà mình nhận được thì trong vòng 8 tiếng. Nếu các anh chị như có quan tâm tìm hiểu thì có thể liên hệ mình để mình hướng dẫn thêm nha. Xin cảm ơn các anh chị đã theo dõi cái video của mình.